Nếu từng là khán giả mê mẩn với những vụ án của Bao Công, hẳn mọi người sẽ biết về truyền kỳ Ly Miêu Hoán Thái Tử hay Ly Miêu Tráo Đổi Thái Tử. Nhưng câu chuyện này liệu có thật hay không? Và căn nguyên cùng ý nghĩa sâu xa ẩn sau nó là gì? Truyền kỳ Ly Miêu Hoán Thái Tử, ân oán nghiệp duyên của tiền kiếp. Theo nhiều tài liệu sử ghi chép, Ly Miêu Hoán Thái Tử kỳ thực không phải hư cấu, mà là một câu chuyện có thật vào thời hoàng đế Tống Chân Tông. Vợ vua khi ấy có Lưu Quý Phi và Lý Quý Phi cùng lúc mang thai. Lưu Quý Phi là người rất thông minh, còn Lý Quý Phi tính tình đôn hậu. Tống Chân Tông nói, ai sinh con trai thì sẽ lập người đó làm hoàng hậu. Trong hậu cung, Lưu Phi và thái giám Quách Hòe bắt đầu chuẩn bị âm mưu. Nếu Lý Phi sinh con trai, thì họ sẽ hoán tráo Ly Miêu vào chỗ thái tử, hãm hại Lý Phi và tố bà là yêu nhân vì đã sinh ra quái thai. Quả nhiên, Lý Phi hạ sinh thái tử, kế hoạch trong hậu cung liền được triển khai như đã định. Quách Hòe giao Khấu Châu nhiệm vụ giết thái tử, nhưng Khấu Châu không nỡ xuống tay, nên đã đưa thái tử giao cho thái giám Trần Lâm. Trần Lâm lại đem thái tử đưa tới phủ của Bát Hiền Vương. Đúng lúc phu nhân của Bát Hiền Vương cũng đang lâm bồn, sinh hạ một bé gái, nên gia đình truyền ra bên ngoài rằng phu nhân đã sinh ra song sinh Long Phượng, rồi nhận thái tử làm con của mình. Khi đó, Lưu Phi cũng sinh một bé gái. Lưu Phi và Quách Hòe nghi ngờ Khấu Châu không giết chết thái tử. Khấu Châu một mực nói dối rằng thái tử đã chết, để Lưu Phi và Quách Hòe không hoài nghi nữa. Khấu Châu đã đập đầu vào cột nhà mà chết. Lý Phi bị đưa vào lãnh cung, rồi sau này lưu lạc nhân gian, nếm trải nhiều khổ nạn, hai mắt không còn sáng nữa. Sau khi hoàng đế Chân Tông băng hà, con trai thứ hai của Bát Hiền Vương cũng chính là thái tử lên ngôi, xưng là hoàng đế Tống Nhân Tông. Sau này, ông đã đem vụ án cũ ra xét xử. Lý Phi được trở lại hậu cung, Lưu Thái Hậu vì thế mà tự sát. Lý Phi chính thức trở thành Thái Hậu. Lý Thái Hậu chịu đựng đại nạn này, nếm trải đủ khổ sở trong nhân gian, tính tình ngày càng trở nên thiện lương, thường khuyên nhủ hoàng thượng chú ý tới những thống khổ của dân chúng. Thái Hậu thường nói, Lưu Phi quá trọng danh lợi, hại người lại hại bản thân. Ta và cô ấy thời trẻ bản tính rất giống nhau, cái gì mình thích thì muốn có bằng được. Nhưng sự việc nảy sinh giữa Lý Phi và Lưu Phi không phải là vô duyên vô cớ. Một người tu luyện ở cảnh giới cao, thông qua công năng đã thấy được hai người này vốn có duyên nợ với nhau từ đời trước, ân oán tiền kiếp. Hàn Lâm học sĩ Vương Trương Bình cưới chị họ làm vợ, tên là Vương Thúy Bình. Kết hôn 5 năm mà hai người vẫn chưa có con. Vương Trương Bình lại cưới thêm một tiểu thiếp tên là Bạch Chí Bình. Thúy Bình nhờ được sủng ái nên kiêu ngạo, cậy bản thân là chính thức, lại có tâm đố kỵ sức mạnh, tìm mọi cách làm khó dễ chị Bình, thường xuyên chỉ vì những lỗi rất nhỏ mà dùng gia pháp đối với chị Bình. Có lúc lợi dụng chồng không có nhà, còn dùng roi đánh cô ấy, đôi khi còn bắt cô ấy quỳ xuống liên tục lăng mạ phỉ báng, mắng đến mức cao hứng, còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Khi chị Bình mang thai, Thúy Bình ngoài mặt đã kiềm chế hơn một chút, nhưng chiêu bài sử dụng lại càng thâm hiểm hơn. Có lúc còn bỏ chất làm suy nhược khí huyết vào thuốc mà chị Bình đang uống. Lúc chị Bình mang thai tháng thứ 3, một lần biết chị Bình sắp đến thỉnh an mình, Thúy Bình bèn đổ một lớp dầu trơn ra sân, khiến chị Bình trượt chân té ngã mà sảy thai. Chị Bình biết đây là mưu kế của Thúy Bình, nên càng oán hận Thúy Bình. Trong tâm nghĩ, chị đã làm cho cốt nhục của tôi phân ly, tôi sau này cũng làm cốt nhục của chị phân ly. Chị Bình sảy thai nửa năm, Vương Chương Bình lại lấy thêm một tiểu thiếp tên là Lục Lộ. Cô ấy cũng phải chịu sự đè nén của Thúy Bình. Tuy nhiên Lục Lộ không hay nhẫn nhịn như Chí Bình. thường xúi giục Chí Bình báo thù Thúy Bình. Cuối cùng cả hai hợp sức dùng thạch tính hạ độc Thúy Bình. Sau khi Thúy Bình chết, sức khỏe của Chí Bình bắt đầu không tốt, khí huyết hao tổn, không mang thai được nữa. Sau này Lục Lộ sinh được một bé trai, được Vương Trương Bình phong cho làm chính thất. Ngày qua ngày như giễu cợt Chí Bình. Chí Bình cả ngày buồn bực không vui, gần 42 tuổi thì rời khỏi nhân thế. Sau đó, vì để hoán trả món nợ trong một đời, Thúy Bình chuyển sinh thành Lý Phi, Chí Bình chuyển sinh thành Lưu Phi, Lục Lộ chuyển sinh thành Khấu Châu. Câu chuyện trên quả đúng như câu ca được lưu truyền trong dân gian: lòng người sinh một niệm, thiên địa đều tận tường, thiện ác nếu không trả, càng khôn tất vị tư. Đời người ngắn ngủi, sống thiện lương sẽ nhận được quả ngọt, còn nếu cứ mãi đấu đá tranh giành thì đến cuối đời mọi thứ cũng hóa thành không.